Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá tiếp tục lên sóng một con em khử mùi diệt khuẩn bù ẩm ha. Con này xanh vô. Ngoại hình thì giờ nó hơi xấu ha, tại bị băng keo này kia bị hơi xấu. Nhưng mà máy móc là cam kết nguyên zin 100%. Con này là cảm ứng độ ẩm luôn nha. Nè, 55 60 độ ha. Đó, máy móc hoàn thiện ha, bấm ok hết nè phá. Đây là tốc độ, đây mở nguồn tắt nguồn ha. Đực bè con này là có tay cầm nè, cũng tiện lợi lắm ha. Đó, gì giờ tay cầm. Và cái thứ hai là chỉnh gió, hướng gió mà chỉnh cơ ha, nè đó, đậy lên nè ha. Đó, mình muốn hướng này là hướng này ha. Đó, gió hù hụ luôn, bao gió luôn ha. Phơi phất phới luôn ha, cực kỳ mạnh nha. Mà em gu và gù. Con này mình chưa đổ nước vô nhưng mà vẫn chạy được, với lý do mình chiêm cái cục cảm biến của nó lên ha, nên chạy được. Tại vì đổ nước vô mà nó ướt dầm nhẹp hết trơn á. Đó, bình nước rất là bự nha, 4-5 lít gì quá. Đây ha, cái miếng này nè, có nước lên nó đội lên nó chạy ha. Tại mình chia miếng giấy đừng cho nó sụp xuống, nó sụp xuống là nó báo không chạy ha. Rồi mình sẽ làm thử cho quý khách xem ha, chứ không có gì hết đó, mới chạy bình thường đúng không? Tức là cũng như nó báo hết nước á, quý khách cứ đợi nước đi, nó báo hết nước rồi nó sẽ tự tắt ha. À, còn cực kỳ ha, 100V 43W ha, 43W. Ha, không chạy ha, không chạy, không phải là bị lỗi, cũng như nó cảm ứng nước đó, nó không cho mình chạy ha. Giờ mình tháo này ra. Thấy không, nó đang đo nhiệt độ nè, đo độ ẩm nè ha. Thấy không, nghe tiếng gió rồi ok ha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Xin chào và hẹn gặp lại.